Cái trống này còn nhỏ nữa nha, nghe chiều chiến hơn chứ cái trống. Cái trống cả nhà. Cái lật đôi. Chết quá, mấy rồi, cục cá gì? Nó hai con luôn cả nhà rồi. Cái này không mới dặm cả nhà. Cái rùi khủng cả nhà. Cá này vô thì cá lóc luôn. Rồi, xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có ngày mới thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Chúc cả anh em đồng nghiệp cũng có ngày săn bắt thật nhiều thành quả luôn. Nào ta điểm quay săn nè chú ơi. Đó. Có đi quay nè. Lên mạng không? Không hả? Không kiểm tin lên mạng thì chú đang lên mạng. Đông 101. Ừ. Ở nhà đây cũng phanh nhí không à. Idol tốt tốt. Không con, ở đây này nhà nuôi cá rồi, nhà cho nó coi mấy cá ăn không à. Vừa quay vừa làm luôn. Một thêm hai cái tay nữa này. Một thêm hai cái tay nữa. Rồi, cảm ơn luôn nha. Dạ. Mình nuôi săn đó nha, một lần đi là 140.000 đó. Mấy cái máy lớn cũng đang săn dữ lắm cả nhà. Mấy cái máy nhỏ nhỏ thì nó đang săn, với máy lớn nó đang săn dữ lắm. Tầm 6-7 ngựa ít đang săn nha cả nhà. Máy mình tới 13 ngựa rồi. Mỗi lần đi gì là 100-150.000 săn không á. Nhưng mà đi xa nữa. Đây mình xăng luôn đó nha. Mình xăng này là 8 lít nè. Lên tới đây là 6-7 lít xăng á. 7 lít xăng đó nha. Đây nè, tới địa điểm mình dở mình quay cái nhà xem cả nhà. Để giờ mình chạy đi, giờ mới cái xăng chạy đi đường khúc à. Mới tới điểm đổ xăng. Kém quá kém cả nhà. Khô lại. Cái đầu tiên cả nhà ơi. Vô mánh này. Cái này mới vô luôn cả nhà.
Chắc mới vô sáng gì quá. Còn mới to. Cái nổi tí cả nhà. Nhà ta không. Đâu cả nhà ơi. Nửa ký lô nữa cả nhà. Tiếp theo cả nhà. Quá trời nắng à, máy mà nó nóng quá nó tắt hoài. Cạn là đặt nguyên nó ngập chứ không. Hai con nữa. Con 200 g. Con nửa lạng. Cái tiếp theo cả nhà ơi. Cái kê là lội vừa. Ký lô nha. Cá rùa biển trà bá nện. Tiếp theo cả nhà ơi. Hai con biển con thôi nha. Con nó chê vàng. Tắt máy bắt luôn cả nhà. Tiếp theo cả nhà. Rồi sập cây trên cả nhà. Còn giật cái là sập cây chân luôn. Chân trời đi cả nhà. Đi hết này cả nhà ơi, cả nhà ghét cái này. Mấy chuột nó tàn nhẫn thiệt chứ. Này nữa nè. Ghét từ lơ dưới cho cái này cá đi hết rồi. Chứ uổng. Biết mấy con nó còn con một. Đi hết rồi cả nhà. Còn con một. Chứ uổng. Tiếp theo nha, cái này mới dậm.
mới dặm cả nhà. Còn cá chê ông ta thành mình, ta bước xuống đây ta múc nước, ta rửa bước này dẹp lép luôn. Tiếp theo cả nhà. Quá cạn. Đó con. Trăm gram, trăm rưỡi gram á nha. Cái tiếp theo của nhà khô lợ chưa, lợ ngập không nổi. Cái chơi con chơi vàng mùa này nhí không cả nhà. Cái gô hai cái chơi trắng. Cái tiếp theo của nhà là khô gan hết rồi, những em nó ghê luôn, nhảy bụi cây nó cá là nó hay vô. Ba trăm gram. Thank you.
vô cái sạch cái nha. Tiếp theo cả nhà, có ngon ghê không nha, thấy cái chè lòi trong cả nhà. Rồi nữa cả nhà. Hai kilo cá chê cả nhà. Còn cá lóc. Hai kilo cá chê. Món nhân chả trên xương người chê cái ô huy này kia là vô ba thứ cá, con ô huy, con cá lóc, con cá chê, nó là vô ba loại, con cua nữa, con ốc. Cái tiếp theo cả nhà, em đặt ở đây nè, chỗ này đẩy vô này luôn. Còn cá chê, hai con tôm,
hai con tôm luôn. Đây con, đây con, con cá chê. Cái tiếp theo của nhà mấy loại nó cạn nghiêng mới ngập cái nhà lờ nha. Để đứng không ngập cái lờ nổi, đứng gì nè, để nằm nghiêng cái lờ nó ngập đúng không. Đó, còn cá lóc bón cá chê con vô những cái lóc đó nha. Còn hết loại cá sặc mới đặt ở trong này nè, ngày nước nó lớn quá lớn không chạy cá chê cá lóc, mới đặt ở trong phải bữa nay mà đặt ở trong này lớn chạy vô có cá đó nha. Mấy con này gần nó bán dữ lam nè cả nhà, gần nó bán dữ lam vậy đó. Trắng là lủng lỗ liền á, mấy cái lờ mà gắt gắt là nó không đó hả nghe nha. Đụng lỗ liền, mấy cái lờ mà gắt gắt là nó không á, cái chân 2 chân 3 luôn, nhỏ 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 gắt mà ở dưới nước nha cả nhà, dưới nước nó cắn không á, cắn cái lủng lỗ liền á.
chết hai cái sạc luôn. Này còn ối hai cái sạc. Bỏ vô con cái sạc đó nha. Cái tiếp theo quá nha. Vô mấy gốc cây không nè. Con ta chè dính dính ấy luôn. Có lấy gà không? Còn cá lóc hai cái chê đóng ốc con chê vàng hai cái đầu biển tiếp theo của nhà máy mà nó nóng nhận tắt hoài luôn đó nè, không được cảnh bắt cá luôn.
ngon quá trời ngon luôn, vừa có cá rùi khủng đó, cá này vô thì cá lóc không dám vô nữa nha, thì vừa có này ngon dữ lắm, ngon máy bị nóng hoài luôn nha, không được bắt cá luôn, dở lên tắt, dở lên tắt. Theo cả nhà, cái này hôm mới dặm thêm cả nhà, lụm lon đóng luôn nè, về cho mẹ mình nó bán ngay cả, kiếm tiền mới xài. Chết quên mấy rồi, cuộc cá gì? Nó hai con luôn cả nhà, rồi cái này hôm mới dặm cả nhà, hai con. Hên. Mình lượm vừa khô nữa đó nha. Về cho bà mẹ mình mới bán này kia, kiếm tiền mới xài. Rồi nhà tới nhà luôn cả nhà ơi. Đây cũng được cái chê nè. Cá lóc bên kia. Để mình căng thứ cái đường nguyên tuyến cả nhà. Mấy dây trắng cái dây vàng. Này gần 6 kg rồi. Này cá lóc cả nhà. Đánh luôn. Yeah. Cá lóc này mẹ, cá lóc này nha. Chưa. Cá lóc cái gì? Mười kg tám cái nha. Còn 10 kg á. Cái hai cái này có 800 g. Đâu cái lóc này. Nó phải sống sống không chết. Ê, đó nè, cá lóc rồi cả nhà, mấy con bự, nó nhảy, nhảy này cả nhà, cá lóc mà đổ ra đất để nhảy lắm cả nhà, nhảy ra nó hư cá chứ, chèn, chèn, đi nè, để vô cổng nè, để vô cái ấy á, để vô cái, để cho bàn cá ra. Vô thùng này nè, để vô thùng này nè. Lụm khá vô mà. Này cả nhà. Thôi nhảy ra trong vô. Quá hay nhảy vậy cả nhà. Gà vô đi con. Gà vô đi. Múc nước ra anh ơi. Cái nước này nó dễ vuột. Vuột bay. Rồi nghe cảnh cho coi. Rồi cái lóc đó nha. Cái chê nè. Để mình chờ bì cái này cái thao với cái giờ nữa, cái như ký rồi bây giờ đừng ốc rồi. Rồi mình có thúc video đây cái nhà xem hay cho mình một like, đăng ký kênh nha cả nhà. Để mình có động lực mình làm này. Cái tiếp theo cả nhà cùng coi cả nhà.